Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù chính quyền, công đoàn ngành giáo dục đã và đang nỗ lực để các thầy cô giáo yên tâm gắn bó với nghề, với trường, nhưng trên thực tế, nhu cầu nhà công vụ cho giáo viên vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Hiện nay, nhiều khu nhà công vụ tại các trường, nhất là các trường học vùng cao vẫn là một câu chuyện khó. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cô giáo Hồ Thị Lưu, rời quê hương Linh Trường, Gio Linh, lên xã vùng cao Tà Long, huyện Đắk Cờ Rông đã gần 15 năm nay. Là một giáo viên vùng khó, cô Lưu cùng những người đồng nghiệp luôn nỗ lực để vượt qua những khó khăn tại đơn vị công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang kiến thức đến cho học trò vùng cao. Thế nhưng mấy năm trở lại đây, khó khăn dường như lại ngày một nhiều hơn khi các thầy cô luôn phải đối diện với những nguy hiểm trong gian nhà tập thể đã cũ rích, xuống cấp, rột nát và nằm ngay trong vùng thấp trũng, hễ mưa là ngập lụt này. Tập thể để tập trung là giáo viên là bình thường là khoảng 15 đến 20 người, mà phòng thì chỉ có 4 phòng, nên là cứ một phòng như vậy 5-6 người, đó là chưa tính những người ở ngoài họ ra vô nữa. Nếu mà ra vô nữa thì một phòng là 5-6 người, nên là cũng rất chật chội, và mùa mưa gió thì tường thì bị dột, mái bị dột, nên là cũng điều kiện cũng rất là khó khăn. Vậy lại là anh em mùa mưa bão thì phòng như vậy thì bị dột, nên anh em quần áo cũng ướt hết, rồi máy tính việc làm cũng khó khăn, nên là hàng năm cứ đến mùa lụt là anh em thấp thỏm lo âu, đêm thì không thể ngủ lo, cứ khi mùa lụt không biết lụt khi nào là tới, nước khi nào nó dâng lên, nên là cũng rất khó khăn. Việc thiếu nhà công vụ không chỉ xảy ra đối với trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Tà Long, mà hầu khắp các địa phương, nhất là ở những trường vùng núi, vùng sâu, vùng xa, thì giáo viên đang phải loay hoay vừa lo giảng dạy vừa lo nơi sinh sống là chuyện không còn xa lạ. Trên thực tế, giai đoạn 2008-2015, với đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, tỉnh Quảng Trị chỉ mới xây dựng được 478 phòng ở, trong khi chỉ tiêu và nhu cầu là 1.100 phòng. Tính đến thời điểm hiện nay, thì cái nhà công vụ của giáo viên còn có rất là nhiều cái khó khăn, nhiều cái tồn tại. Đặc biệt là cũng có những cái vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Một số nhà công vụ của giáo viên cũng được xây dựng lâu, cho nên nó cũng xuống cấp. Số cái nhà công vụ của giáo viên ở các đơn vị trường học còn thiếu cũng rất là nhiều. Chính vì vậy nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cái việc yên tâm công tác, cái nhu cầu để nhà ở của giáo viên tại các cái đơn vị trường học, đặc biệt là các cái đơn vị ở vùng khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại một số điểm trường, diện tích đất sử dụng để xây nhà ở công vụ cho giáo viên đã được chuẩn bị sẵn từ nhiều năm nay. Điều này cũng đã thể hiện niềm mong mỏi lớn lao của ban giám hiệu và tập thể giáo viên, nhân viên đối với nhà ở công vụ. Và chuyện an cư, lạc nghiệp là điều cần phải được hướng đến trong thời gian ngắn nhất có thể, để các thầy cô giáo trên chặng đường gieo con chữ vùng khó khăn càng thêm vững vàng.